là F1. Tuy nhiên, một người phụ nữ tại phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang lại cố thủ ở trong nhà, không chịu đi cách ly. Dù được lực lượng phòng chống dịch nhiều giờ tuyên truyền đi cách ly tập trung, nhưng F1 này quyết cố thủ trên tầng 3, khiến cho cơ quan chức năng phải điều cả xe thang tới để cưỡng chế. Mọi người nhìn này. Sự việc được ghi lại vào tối ngày hôm qua trên địa bàn phường Thọ Sương, Bắc Giang. Người phụ nữ là F1 nhưng không khai báo y tế và không chịu đi cách ly. Không những thế, đối tượng còn khóa trái cửa, trốn ở trong nhà. Vụ việc đã khiến cho lực lượng chức năng và nhân viên y tế phải dùng xe cẩu lên tầng 3 của căn nhà và sau đó dùng biện pháp cưỡng chế để đưa ca F1 này đi cách ly y tế. Sự việc được đăng tải gây bức xúc trong dư luận vì ý thức kém của người phụ nữ này.